tiệc mở xuân ngày hành tiệc mở xuân tình tam hòa tiên thánh hội cộng đồng mẫu giang đàn duyên thiên nhiên cung thịnh thời để nhất thành vân công chúa trên tường thiên đồng như cung chúng ngôi cao chính vì ở trên trời giờ chỉ một năm vương xa thái pha hồ bù để đi điên yên cung thịnh mời mong đề nghị ở tiên thích sơ hiển thánh trong đêm xong xưa chốn ngồi ngang là nơi phố khác lẽ viết một bầu gió mát chẳng thay cảnh danh danh nhớ in đùi át cảnh danh danh nhớ lầu tầm hoa xanh nhớ hình thành khuôn xó xe hoan thanh ta ngồi bụi trên xuân thế có nhà nho sĩ văn tú tài liễu nghi là tên nhờ ấm quyên trẻ thơ nhờ ấm quyên xôi kinh đấu sơ hằng duyên mẹ địa linh đạo đình nhân danh nương phổ biến thập phương thiên thành phổ nghiệp pháp trung ương đoàn vị hoàng vương trung thánh thọ địa cửu thiên trường nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha bát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha bát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ha bát dùng nhan khai quang thập kỳ diệu quán thiên chứng tư chúng nhã tích thân cung gia tín phục hoàn thân tận thánh chúa thiên trung ương an tận và ân từ bi lân mật chúng sinh cố sẽ loan thanh ra người vui có lời chuyện ra thánh ông ngân có lời chuyện ra quân quan nghĩ thì bồ cùng là để chữ duyên vô bình nhân và an thành đánh đông dẹp bắc mọi người quân đi cao đi đường đường chính chính cơ đội nào nghiêm chỉnh lễ trước sau rơi nước thiền trên vô nghi buồn cuốn lưng nghi lỡ lắc đầu cả sông
truyền phán các quan thánh đồng về truyền phán các quan tả phán thiên ngõ lượng ban nào đang lệnh truyền quân cổ đôi hàng thiên đình mang mã ngà kéo ra lệnh truyền nhân đội bàn từ thánh đông tây tờ chắc sáng anh linh trước là bảo hộ thiên đình sau ta ta tinh bên này ủy ra trần thế thầy lành có số dung lên lớn thánh ông tâu đôi chết tên dành dành vì cho đôi chữ trường sinh chữ phú chữ quy khang ninh hoàng trường hai mãi ngân bén ngài về chứng nam chép tên dành dành đổ cho đệ tử thành đơn để tăng ngài dòng soi kim chi ra hồi vùng ta hải đường vương cô đệ nhất nâng phủ mạc hương là đất nước nâng trầm mong ra hồi vùng để nhị đại hoàng tống quân cô để nhị đại hoàng nâng thông minh trí tuệ cô đảm đang nâng quyền hành nhờ hồi cùng tơ mơ chúng ta ngoài cửa suốt tờ bờ chiếc thoi cô bé có cờ vua phong hay ta hồi cùng lại lạc xa trông bì nào lại lạc xa trông hình mời cậu bé cửa ông được về hay ta hồi cùng sơn trang tăng vì chúa vương đơn thì mời lễ mãi chúa thiên đơn ngực đồng hồi vùng tiết thánh thương ngàn sách hùng khí cảnh đông sơn tu khí trung linh thank you.
mai đà thăm thầm cỏ cây muôn nhà sông đà giang mang mát chảy núi theo dòng dây dây long trông chi tiền đồng chân hạt
muốn xuống hôm nay đi tìm mùa nào thức ấy ai đến giấc phúc giàn và mùa rừng ngàn lá che xuôi đi. Oh, em gọi.
đâu biết một lòng hành kinh niệm răng bà linh nhân ứng độ nhân
Thank you.
tạo phân thứ tan viên tám tạo một truyền sư tuấn tôi là bồ tiên phong chiến tiêu cờ vẫn chống xong huyền bè sau trước giữa dòng đánh đồng cổ cầm anh chiến vang anh hỏi lốt thanh hòa chậm nổi sức triều đình mặn mạnh quan xa gánh to rất tung lớn để tham đều dây quan đã về châu nhật đức cứu quân dân vạn đức siêu sinh này về cho tới thủy quân ngân quân cô đệ tử khát linh bỏ trường xa ngồi cùng tiếng bàn loan tình quan đệ tử vua có trời cao tử thiên cung xa ngồi cùng đệ tử con khấu đầu cùng thủ tiên nam châu quan đệ ngũ quân thanh nhiều nghề lịch sử vốn đặt bay tự cổ vũ lai bao phen xuất nhập trang đại đào lang mê quế về xung bày thank you.
truyền văn các quan công về truyền văn các quan tả văn hữu phó lương văn đạo hiền lệnh truyền văn phong núi hà hiền định văn hà văn hà theo ra lệnh truyền thiên công văn từ tôn quan bây giờ chắc tăng anh linh trước là thành xét bản tìm sau ra thu chấp ta đến phép này làm cho trần thế biến tay đi tham bản tiền có đứng về chúng tham bản đền mặt sứ dâng lên chân thang có sứ dâng lên ngài về đông đối xét tên danh danh thi do để tử hành đồng vân gia cùng đi vân chúng sinh cô ngã kim kim lên ngài về chúng ta văn hay trong ra sắp đi trường
lớn vật ngài và em muôn linh hiền nông cai quản các chư binh nhà rời. Nước Đông Hải mình quyền mong quý, lương y trời thủy kỳ đoan trang, tốt quan quân hiền hạnh ai tan, về đây tế độ cho trần gian được nhận. Lúc bây giờ ngài ra hùng hồ, lương y rời ngài tế độ sinh, đồng ông đất tội trần phong vân, thường lòng mang phép cứu nhân đi trừ tà. Lại trở xa đi, tướng tướng bạch hổ ông lên chầu thượng. Điều thúc ngài anh linh nhân hát cửa xa hồi cùng bên sông hôm nay thấy ta vui vẻ bên sông ngày chơi phủ tiếng lâu hồng vào xa hồi cùng trên ngàn dân văn lên thành nước trên đồng tàn đúng đúng tuần hoàn giáng đền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiền thái bao lạc hà sơn tinh cầm thu hồ lạc tinh chân quyền dầu ba cái tam thầm lục ngàn chân thank you.
mắt thì biết vào cánh ai đã hơn hai tiếng lời an tài.
hay nhang khói hoàn thì độ cho chân tình có chỗ nào cùng ta xin ca phật ni hoàng ô trong tâm hoàng đời có vẻ thân nông thưởng chứng tâm nhà họ Độ. Thế mà từ nay giờ đi, từ giây giờ lại Hoàng Khuông Phù tôi được tả phù hữu bật cho công, được thành danh, được toại, được thăng quan tiến tước. Thế được kẻ yêu người mến, kẻ kính người nhường, kẻ lân người giúp. Thế mà Khuông Phù nhà họ Độ được lở cánh xanh ngọn nấn họ dài dòng truyền đăng kế tự để ban khen ban thưởng. Tháp sư pháp văn nhị vị phò giá thanh đồng đạo văn vân tập cửa mẫu cầu hoàng à. Ha. Ooh.
chứ đường vô sự nghỉ nơi đó người người mà đẹp mẹ đi tránh hoa à. Từ ái phố vào trong sự nghỉ chứ thôi vô mà qua cầu bình thủy là tới sinh là người sinh tố quan hoàng mình du lòng về chân trời đức quan người mình du lòng về chân trời nhưng không nơi nào khác chẳng vừa kỳ bằng nơi tôi đang cư đồng thank you.
được rằng cô theo mẫu về trời. Anh linh cô xuất hiện nâng túi đồi hiện anh hoa. Xanh xì nghe mặt phong trong đàn khi ngày trước.